Hello, xin chào tất cả các em nha, là thầy Duy đây. Thì hôm nay thầy sẽ gửi đến mọi người một cái mã là 2708-2022. Được chưa? Chúng ta có cái đề như sau. Một con lắc lò xo có độ cứng K là 160 Nm, vật nặng là 400 g, được treo trong trần một thang máy. Vật nặng đang đứng yên thì thang máy đột ngột đi lên nhanh dần đều với gia tốc A bằng 5 m trên giây bình phương. Được chưa? Vật dao động điều hòa dọc theo trục của lò xo. Sau một khoảng thời gian là delta T bằng 7V chia 40 giây, thang máy lại đột ngột đi lên thẳng đều. Biên độ dao động lúc sau của vật là bao nhiêu? Ok ha. Đó. Thì bài toán này là bài toán có liên quan tới thời gian. Chúng ta nghĩ ngay tới kỹ thuật vòng tròn lượng giác. Được chưa? Thì đầu tiên á, để dùng được phương pháp vòng tròn lượng giác á, là mình phải coi coi vị trí cân bằng của mình đã lệch bao nhiêu so với vị trí lò xo không biến dạng. Tại đây là con lắc lò xo cho thẳng đứng mọi người ha. Đó, thứ nhất nè, cái độ lệch mọi người ha, giữa vị trí O so với vị trí E đó mọi người. E là vị trí lò xo không biến dạng nha. Đó, O là vị trí cân bằng nè. Được chưa? Khi mà con lắc O này là thầy gọi là con lắc khi chưa có chịu tác dụng của lực quán tính ha, của thang máy ha mọi người ha. Có nghĩa là mới vừa treo vô thì nó sẽ bị cái trọng lực làm lệch đi vậy thôi. Được chưa? O này là do trọng lực kéo lệch so với E, nhớ nha, just trọng lực thôi. Thì thầy lấy B chia đi cho K, ok chưa? Chia đi cho K nè, thì nó sẽ bằng đi cho M là 0,4, G là đi cho 10 đúng không ạ? Ok, không nói gì thì mặc định 10 đi. Chia cho K. K của mình là 160 Newton trên mét vuông đúng không ạ? Chúng ta bấm máy tính ha. 4 chia cho 160. Ok không? Nhân cho 100 luôn. Thì nó sẽ ra là 2,5 cm, tức là dưới sự tác dụng của trọng lực thì vị trí cân bằng đó mà lệch khỏi vị trí lò xo không biến dạng một đoạn là 2,5, và là độ giãn tự nhiên của lò xo trong truyền thuyết mọi người ha. Đây chính là độ giãn tự nhiên của lò xo trong truyền thuyết. Tuy nhiên thì do là thang máy đột ngột đi lên nhanh dần đều, mọi người hình dung ha, thang máy tự nhiên nó giật lên trên đúng không ạ, đi lên nhanh dần đều thì có phải là lực quán tính đó mà tác dụng lên con lắc lúc đó nó sẽ sao, hướng xuống không đúng không ạ, hướng xuống. Được chưa? Thì có nghĩa là vị trí cân bằng của nó lại lệch so với E, ok không đó, lại lệch so với E một đoạn là EO phẩy đi. Đó, thì lúc này là vừa có trọng lực nè, được chưa, mà vừa có lực quán tính nè, lực quán tính ha. Đó, chia đi cho gì, chia đi cho K, ok chưa, chia đi cho K nha. Rồi trọng lực thì nó là mg đúng không ạ, còn lực quán tính nó sẽ có độ lớn bằng gì, độ lớn của lực quán tính là bằng m nhỏ là của vật chịu tác dụng của lực quán tính nè, nhân cho a quán tính, mà a quán tính về độ lớn là bằng a của hệ luôn. Đó, thì nó là ma luôn, chia đi cho K, được chưa. Thì tất cả thì chúng ta sẽ có là gì, thì nó sẽ là gì, 0,4 là nguyên tử chung nè, g là 10 nè, a là 5 nè. Được chưa? Thì chia đi cho K. Chia đi cho K là chia cho 160 thì nó sẽ gấp 1,5 lần đúng không ạ? Sẽ gấp 1,5 lần thôi. Được chưa? Đó. Còn bạn nào mà muốn bấm thì bấm luôn đi, 0,4 nhân cho 15 chia đi cho K là 160. Được chưa? Thì nó phải ra là 3,75 đúng không? Đúng rồi, chính xác ha. Là 3,75 cm. Thì đây là đây là khi mà con lắc chịu tác dụng vừa của trọng lực vừa của lực quán tính. Được chưa? Thì ban đầu nó là vậy mọi người ha. Thì thầy sẽ vẽ vòng tròn lượng giác như sau. Đây. Đó, đây là vòng tròn lượng giác của con lắc lò xo chạy thẳng đứng. Thì thầy sẽ có tới ba cái trục. Trục thứ nhất là trục x như bình thường, được chưa? Hướng thẳng đứng từ trên xuống mọi người ha. Rồi bây giờ đây là trục V nè. Đó, thì đây chính là cái chỗ treo lò xo nè. Ok chưa? Còn đây chính là cái chỗ mà biên dương, chính là chỗ mà ở dưới, có nghĩa là chỗ lò xo dài nhất ha. Đó, mọi người hình dung ha. Rồi, ok, vậy là E nó sẽ cách O một đoạn là O phẩy một đoạn là 3,75 cm. Ok chưa? Đó. Như vậy thì ban đầu á là vật đang ở O. Hiểu mà, ban đầu là vật đang ở O. Tức là khi mà chưa chịu tác dụng của lực quán tính là lò xo nó đang bị thòng tới 2,5 tới 2,5. Xong sau đó là gì? Là nó bị lệch qua bên đây đúng không ạ? Đây là 2,5 nè. Được chưa? Đó. Theo một cái trục gì đó. Được chưa? Đó thì 2,5 tới 2,75. Đây là 2,5 nè. Còn này là thòng xuống đây là 3,75 nè. Ok chưa? Như vậy thì biên độ dao động của nó mọi người ha, nó sẽ là 3,75, 3,75 trừ đi cho 2,5 bằng là 1,25. Ok không? Rồi nói chung là vậy mọi người ha. Ban đầu á, là vật của mình là ở O. Xong lúc sau á, là do tác dụng của lực quán tính á, là nó cái vị trí cân bằng của nó lại lệch đi xuống. Cho nên là cái chỗ đó, được chưa? Cái chỗ mà O ban đầu á, chính là biên âm của cái vòng tròn này. Ok ha. Đó. Và do nó là biên âm và cái khoảng cách giữa O với O phẩy ha, mình tính ra được nó là 1,25. Nó sẽ là 1,25 cm. Cho nên vật của mình đang dao động với biên độ là 1,25 cm. Ok chưa? Rồi. Còn chu kỳ của con lắc lò xo này thì easy thôi. Nó chính là 2π căn đi cho M chia đi cho K. Thì nó luôn luôn là 2π căn của M là 0,4. Được chưa? Chia đi cho K là 160. 160. Thì thằng này bấm tính, bấm máy tính thì nó sẽ ra nhiêu? 2 nhân 0,4 chia đi cho 160 bằng, thì nó ra là π chia 10, π chia 10 giây. Ok chưa? Như vậy thì mình sẽ có được cái khoảng thời gian delta T này nè. Ok chưa? Delta T này á mà so với chu kỳ T của mình á, nó chính là bằng đi cho 7π chia 40 chia đi cho π chia 10. Đó mà, π chia 10 là nó sẽ ra là 7/4. Ok chưa? 7/4 á thì mình có thể tách thành là một chu kỳ một nè, cộng đi cho 3/4 nè, được chưa? Tức là thằng này thì chúng ta khỏi quan tâm đi. Chúng ta chỉ cần quan tâm tới tại thời điểm T là 7π chia 4 gì đó
thì nó đang ở là nó đã quay được 3 phần 4 cho nhân đi cho 360 độ là quay 270 độ, ok chưa? Thằng này nó sẽ ứng với 270 độ. Tức là sao? Tức là ban đầu á quả nặng của mình đang ở vị trí này. Sau đó thì nó quay một vòng trước, nó quay một vòng trước. Đó, nhưng mà chưa 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 tới thời điểm là bảng pi chia 40 giây, được chưa? Nó phải quay thêm bao nhiêu nữa? Nó phải quay thêm 270 độ nữa. Tức là nó ở vị trí ô phẩy. Ok chưa? Tức là nó ở vị trí ô phẩy đây. Đó. Và nó có vận tốc là bao nhiêu? Thì khi mà ở vị trí ô phẩy này á thì nó sẽ có vận tốc là V2 AV đi. Đó thì nó sẽ bằng đi cho omega nhân cho ô phẩy ha mọi người. Đó là biên độ lúc đầu đi, omega a. Thì hôm nay nó sẽ là omega là nhiêu nhỉ? Omega là 2 pi chia t, 2 pi chia t là 20 pi, 20 đúng không ạ? Đó, a của mình là 1,25. Đó đây là vận tốc của nó lúc đó mọi người ha. Và nó đang đi theo chiều âm cho nên chỗ này là trừ, trừ, được chưa? Đó thì bấm máy tính luôn. 20 chia cho 5 phần 4 là 20 chia 4 là 5, 5 nhân 5 25. Được chưa? Thằng này là trừ 25 cm per second. Được chưa? Này có omega là bằng 20 radian trên giây nè. Đó. Đúng không ạ? Và khi đó thì thang máy lại đột ngột đi lên thẳng đều. Mà đột ngột đi lên thẳng đều có nghĩa là gia tốc bằng 0. Gia tốc bằng 0 có nghĩa là sao? Là ở vị trí cân bằng nó lại trở về chữ O. Ok chưa? Như vậy thì nó sẽ đi xung nó sẽ dao động xung quanh O như bình thường đó mà. Như lúc mới quen. Đây. O đây đúng không? Thì mình vẽ vòng tròn nó vậy đi. Đó. Đó. Bây giờ nó sẽ dao động xung quanh O với một cái biên độ mới. Thì biên độ mới này tính sao? Đó mà tính rất là dễ thôi. Chúng ta sẽ dùng phương trình cân bằng vận tốc. Được chưa? Đó. V của mình là bằng gì? Sorry. V của mình á nó sẽ bằng omega B bình đi ha. Nó bằng omega nhân cho mở một ra A bình phương trừ cho X bình phương. Thì nó sẽ là omega lúc sau, nhưng mà omega lúc sau của trường hợp này là không đổi mà omega lúc đầu, được chưa? A lúc sau phẩy trừ đi cho x lúc sau phẩy. X lúc sau á mọi người, không phải phẩy, phẩy là lúc sau á nha. Omega bình với omega bình mất. A bình của mình á ban đầu nó đang là 1,25 bình phương đúng không ạ? X so với vị trí cân bằng lúc đầu á mọi người, so với vị trí cân bằng lúc đầu á thì sau khi quay 270 độ cuối á thì nó đang ở vị trí cân bằng cho nên x của nó là 0 so với vị trí cân bằng cũ nha, được chưa? Rồi sau đó thì A phẩy của mình á là vị trí cân bằng mới, vị trí cân bằng sau cùng á trừ cho ly độ so với vị trí cân bằng mới. Được chưa? Thì khi mà vật đang ở đây thì nó sẽ có ly độ so với vị trí cân bằng mới chính là 1,25 bình đúng không ạ? Đó, như vậy thì A sau cùng của mình nó chính là bằng 1,25 bình nhân 2 và lấy căn. Thì nó sẽ là 5 căn 2 phần 4 đúng không ạ? A phẩy là 5 căn 2 phần 4 cm. Được chưa? Tức là chúng ta sẽ chọn câu D. Ok. Đây là một cái bài thay đổi vị trí cân bằng thôi chứ chả có gì lạ hết đúng không ạ? Như vậy là thầy đã giới thiệu xong cho mọi người cái mã 2708/2022. Thì ra nếu các bạn thấy hay thì hãy theo dõi Facebook của thầy hoặc là subscribe YouTube để đón xem các video giải những cái bài toán hay đúng không ạ? Rồi ok, chúc các bạn học tốt và vật lý. Bye bye.